Sô-cô-la là một thức quà được nhiều người ưa thích, chúng không chỉ sở hữu hương vị hấp dẫn, mùi thơm đặc trưng mà còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người. Quy trình sản xuất sô-cô-la đòi hỏi máy móc hiện đại để đáp ứng quy trình biến những hạt cacao thô thành những thanh sô-cô-la ngọt ngào. Hành trình từ hạt cacao cho đến thanh sô-cô-la được gói thủ công đẹp mắt sẽ kéo dài hơn 3 tháng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách cacao được thu hoạch, vận chuyển và chế biến để biết sự kỳ diệu của sô-cô-la, hương vị và nghệ thuật của nó. Tây Phi là nước trồng cacao nguyên liệu chính để làm sô-cô-la lớn nhất thế giới. Cacao chín vào tháng 11 hàng năm, quả cacao sau khi đạt đến độ chín sẽ tiến hành quy trình thu hoạch. Nông dân sẽ đến đồn điền cacao bằng những dụng cụ đặc biệt để tiến hành thu hoạch trái. Độ chín của quả cacao được đánh giá dựa vào màu sắc của nó. Những quả cacao đạt yêu cầu sẽ được thu hoạch sau đó được tập trung lại thành đống. Họ dùng dao cạy những phần vỏ dày của quả cacao để lấy phần thịt tươi và trắng bên trong ra. Bên trong mỗi quả có khoảng 40 hạt cacao. Hạt cacao có bọc một lớp cơm bên ngoài có vị chua và ngọt. Chính vị ngọt này sẽ giúp thúc đẩy quá trình lên men của hạt cacao sau này. Quá trình lên men là phản ứng hóa học giúp tạo mùi hương sô-cô-la thành phẩm, giúp sản sinh ra nhiều axit amin có lợi cho sức khỏe. Hạt cacao được đặt trong các thùng gỗ, bên trên sẽ đắp bằng lá chuối. Việc giữ kín như vậy sẽ duy trì đủ độ ẩm cũng như nhiệt độ thích hợp cho cacao lên men chuẩn. Trong quá trình biến đổi, hạt cacao tạo ra mùi thơm đặc trưng. Hạt cacao sau khi được lên men sẽ được phơi nắng. Việc sấy khô không chỉ làm giảm hàm lượng nước trong hạt mà còn có thể mang lại nhiều hương vị hơn cho hạt cacao. Quá trình này mất khoảng 5 đến 7 ngày tùy vào nhiệt độ. Nông dân dùng nhiệt kế để kiểm tra độ ẩm của hạt cacao. Hạt cacao đạt thành phẩm khi độ ẩm ở mức 6 đến 8%. Hạt cacao đạt yêu cầu sẽ được vận chuyển đến các nhà máy chế biến trên khắp thế giới. Công nhân sẽ đổ hạt cacao vào các máy sàng lọc. Hệ thống máy sàng sẽ tiến hành loại bỏ những tạp chất sót lại trên hạt cacao. Những hạt cacao sau đó được đem đi rang, nhiệt độ thích hợp là khoảng 140 độ đến 150 độ C, mỗi hãng sẽ điều chỉnh thời gian và nhiệt độ rang. Chính vì thế hương vị sô-cô-la sẽ khác nhau dù có chung một nguồn nguyên liệu. Những hạt cacao rang sẽ được chuyển tới các máy tách vỏ để tiến hành loại bỏ lớp vỏ cứng. Nhờ sức thổi của gió, vỏ hạt cacao được loại bỏ, phần còn lại là nhân hạt, hạt cacao sau đó được đưa vào máy nghiền con lăn bằng đá. Quy trình nghiền hạt cacao cực kỳ quan trọng trong sản xuất sô-cô-la. Dưới tác dụng của máy nghiền, hạt cacao sẽ được nghiền liên tục trong khoảng 72 giờ cho tới khi lỏng mịn. Trong quá trình xay, nhà sản xuất sẽ thêm nhiều thành phần như đường, vanilla, tá dược khác nhau như sữa bột. Những nguyên liệu phụ này sẽ mang đến những hương vị khác nhau cho sô-cô-la. Dung dịch sô-cô-la lỏng sệt sẽ được điều chỉnh nhiệt độ tăng, giảm vài lần cho các tinh thể bơ cacao kết tinh lại. Khi dung dịch sô-cô-la đã đạt tiêu chuẩn cả về nhiệt độ, nồng độ và mùi vị, chúng sẽ được rót vào các khuôn có sẵn. Giai đoạn làm lạnh là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất sô-cô-la. Thành phẩm sau khi đưa vào tủ mát là những thanh sô-cô-la bóng, mịn, dậy mùi thơm. Chúng sẽ có độ bóng và cứng tuyệt vời, tan trong miệng một cách mượt mà và kéo dài thời gian lưu trữ. Điều này làm cho sô-cô-la trở nên hấp dẫn hơn và giúp nó duy trì chất lượng tốt trong thời gian dài.